chào tất cả các bạn nha. Tình hình là sáng tranh thủ lúc vợ mình chưa thức bạn, rút tài khoản chạy ra chợ sắm đường con quái thú nè, đã không? Về chưa? Trắng phiếu luôn. Này là trắng là như mấy em gái 18 luôn à. Bóng lưỡng không? Mà gái 18 mà da trắng nha, chứ không phải gái 18 mà da đen nha bạn. Ghê không? Thường thường ta hay so sánh gì đó. Trắng phiếu mập lù luôn. Đố bạn biết cá này cá gì? Con này câu không dính nè, sáng ủa rồi ông sáng mới đi chợ câu dính chứ. Câu bằng polymer. Nghe chưa? Câu mò polymer mồi đó, câu là số 1 luôn, còn sống luôn nha các bạn. Còn sống á, cá còn sống luôn nè, nó cắn cái tài nỏ thấy không? Nè. Đó. Đó, còn sống luôn, ngon lành luôn. Hàng này mà còn sống là hiếm lắm nha các bạn. Mập qua nở bụng nó nè. Hết, có biết cái trắng phiếu. Trắng mà bóng lưỡng luôn á. Ngon lành chưa? Con này cá bông lau nha bạn. Nó nhìn các bạn nhìn thấy giống hình cá ba sao không? Nhưng mà nó chỉ có cái khác biệt là cái đuôi nó vàng thôi, nó. Bông lau đặc biệt nó là đuôi vàng, vàng mà vàng óng ánh luôn á nè. Nhìn cái màu vàng này ghê không? Đuôi vàng. Này người ta làm gì dính không biết, cắt kỳ cắt gai chân rồi. Cá này thì mình dặn của anh bạn bán cá mà chợ bạn, không gà mấy ngày mới có nè. Hàng này nó cũng hiếm. Bữa nay thử chơi lớn coi, làm con về ăn thử coi. Ngon lành không? Tính ra cũng mấy chục năm mà không ăn cá này. Sẵn có hàng ngon về dứt luôn, chơi lớn luôn. Cá này 6 ký mấy rồi. 6 ký mấy không biết, hồi nãy nó 6 ký mấy nhưng mà không có biết là 6 ký mấy. Nè cái chóp này nó cũng vàng nè. Review của bạn coi cá này một tí nha. Con này nó có hột é .. cái lưng nè, bụng nè. Tại cũng nhiều bạn không biết cá bông lau. Đặc sản bông lau là đuôi vàng. Vàng mà vàng như là vàng của mình nha. Chiếu nè. Thấy không? Mình dài thon chứ không phải như ba sa thì nó cái bụng nó bự lắm mà cái đuôi nó hơi nhỏ. Phần trị với nó cũng có cái màu chiếu nữa không? Đẹp không? Cái dây nó cũng có cái màu vàng nữa, nhưng mà này bị cắt rồi. Hai bên đây nó có làm như có gân vậy ta ha, dụm đó nè. Mỏ thon nó, cái mỏ nó nhìn tựa như cái ba sa, nhưng mà cái mỏ này hơi dài hơn ba sa một tí. Ngon lành cá không? Lưng trắng phấn dữ luôn, lưng này tới dày luôn, lưng này cá gì cùi à. Bụng bự, bụng phệ. Con này chắc uống bia nhiều. Mới uống bia nhiều hơn chứ con này mặn cái bụng nó cắt cả ký mỡ vậy. Bự lắm nha bạn. Em để ra ngoài cho bạn coi. Bự lắm. Cái thao này quá khủng. Đây. Siêu to luôn. Để chút mình bằng thịt luôn. Bằng tay mình không hết luôn nè. Còn ngớp nữa không? Sống. Đó. Mạnh khù à. Hãy xong rồi lội tè tè luôn á. Tính ra ăn cá là chắc nó lội chậm lắm ta. Thân hình nó khổng lồ mà các bạn thấy cái bánh lái nó có chút xíu à. Thường thường mấy cái ghe bự mà bánh lái nhỏ và chân vịt nhỏ là chạy đâu có nhanh được. Bánh lái chân vịt có chút xíu à. Mà thân nó quá khứ bự. Đây nó có gân, dụm. Cá dội, cá ba sa đâu có mấy chỗ này đâu. Đó. Biết nào mới đi câu được con cá này các bạn. Con này mà keo dính một cái thôi. Bao sướng luôn. Hết biết bự, chỉ nè, chỉ bụng nữa nè. Hứa. Mẹ là quanh kia còn có gì mới không? Bên đây có dính thêm sình nè. Quá đã, rung rồi. Bóng ghê bạn, gờ nó mắt lạnh nè. Từ trên xuống dưới nhìn cá bạn thấy thon đẹp hơn ba sa. Từ tới đây cái đầu nhỏ cái tay cái nó bự ra cái đuôi tốp lại. Còn con này nó thon là đều con cá luôn á. Mắt này. Đầu này là dụm không luôn á. Quá đã ăn cá bạn ơi. Đuôi từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu. Vô thằng nước đi, cho ngớp đi. Còn sống rồi bằng thịt tới ngon. Cá này sống thì thôi khổ phải nói tới rồi. Quá tuyệt vời. Mà chết thịt vẫn ngon các bạn, vẫn chất lượng. Con này thì sáng nay mình sẽ xử lý nó luôn bạn ơi. Rồi con này ăn chắc cũng lâu lắm mới hết.
chia ra ăn, chứ mình ăn là cái nhà mình ăn là con cá nó ăn chắc tới tết luôn á. Sáng nay lấy số bộ phận trên cơ thể của con này làm món chiến đấu buổi sáng nay luôn. Rồi sáng nay mình theo dự định của mình này sẽ hai món bạn ơi, tí nữa mình sẽ mần ra rồi lấy làm một món gì nấu mẻ cây chuối, một món như là một món khoai lạc, làm hai món nước không đi, rồi còn nhiêu thì mần sạch bỏ tủ lạnh đó, nào ăn thì tính tiếp. À, đã ăn cá thì chứ rồi là cái hàm nó cái mang dưới nhìn ớn ăn, con này cái bụng nó là mỡ dữ lắm, mỡ luôn đây, nên mận ra cho bạn coi bụng mỡ bụng ụt quịch của nó hết biết thiệt chứ. hàng hiếm cá sáu ký mấy nhìn gọn, mà cá trà mà sáu ký mấy nhìn khổng lồ lắm, dài nữa tại con này quá cái lưng bự rồi. Chỉ giống cá bông lau này nó cũng như cá tra mình nha bạn, nó cũng lớn con lắm, nó trong con này là cũng hàng là trung bình thôi, trưởng thành thôi, chứ nó loại lớn nó cũng có mười mấy ký á, mười mấy ký 20 ký có luôn á, nó cũng như cá tra mà nó phân sinh trưởng phát triển giống hệt cá tra mình luôn. Con này thì như nó sống nước mặn cũng được nữa nè, mà con này không biết nước mặn nước ngọt quá, nhưng mà săn bắt ở đây mình nghĩ là nước ngọt đi, tại nó giờ ngâm trong nước ngọt nó phải nước mặn là nó chết. Nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Rồi, giờ bắt đầu tiến hành ăn ơi. Tiến hành gì? Gọi là gì? Cái gì ta? Thường thường ta nói gọi cái gì là phải nói ghê gớm luôn nè. Tiến hành gì? Gọi từ gì cho ghê gớm coi? Gì? Nghiên cứu khoa học gì? Thịt cá hả? Kiểm tra chất lượng. Vậy đi. Con này có đực cái rúng nhỏ xíu ta. Hồi làm món kho lạc cái hái xài này vô bạn. Bầm cái này ha. Đúng bài bản luôn. Xài lúc này nó bắt đầu già nè. Xài bầm cá bông lau kho lạc. Bữa cơm dân dã miền Tây. Xài trái dữ lắm luôn mà. Trái bên kia phía kia nhiều lắm nhiều. Không ngày ăn biết nhiều rồi đó mà vẫn còn trái nhiều. Phía bên đây còn trái nhiều nè, tại phía bên kia ngay cái đường đi nên ra vô dễ hái, bên đây nó phức vô trong chứ nó cao đó, biết không, xài dữ lắm trái, tha hồ mà xài, núp trong này nữa nè, trong cây mai có trái xài luôn nè, bạn thấy ghê không, nhanh mai rõ ràng lú trái xài ra nè. Dữ thiệt chứ. Rồi đây, sau qua vài đường dao kéo múa mai các kiểu thì mình nên lôi này ra nè bạn, bạn thấy không? Cục mỡ siêu to khổng lồ, chà bá lửa luôn, hết biết chưa? Cục này phải 1 ký mấy, em lấy cần thử cho bạn. Ký mấy chắc luôn, nhìn cục mỡ này ôm ngon, bụng xịp lép rồi. Tính ra cái bụng của nó là có mỡ không chứ không có gì ngoài ra chứ mà. Bao tử nó có chút thiếu rồi nè, đó, bao tử nặng được, nói chung cái gì cũng ăn được hết. Gan nó cũng nhỏ nữa, con này gan nhỏ, ba vị nhát, khó câu dính. Lá lách thì gì đây? Nghiên cứu các bạn, bữa nay nghiên cứu con cá mà. Lách biết cục mỡ không? Để mình chạy vô mình lấy cái cân liền mới được. Đây, nói là phải làm liền, khui. Không ký à, 900g. 900g mà trừ ruột gan, phèo phổi 100g đi, còn 800g cục mỡ. Hết biết chưa, mỡ này ăn được nha bạn, mỡ cá bông lau này thì ăn nói chung là ăn ngon á, nó không có ngán, nó không có béo, nấu canh chua hoặc là kho bạn bỏ cho ăn được, ăn ngon lắm, thơm nữa. Hoặc là nếu mấy bạn muốn không ăn mỡ thì bạn thắng lấy mỡ nhiều ra thắng cũng đừng keo mỡ á, để dành kho cá khác cũng ngon lắm, mỡ nó béo mỡ thơm. Hết biết được nè. Dàn ôm luôn á. Đây mặn cá thì sẵn bữa nay hướng dẫn các bạn mặn cá luôn. Đây là hướng dẫn các bạn đi câu đó giờ nhiều rồi, bắt con này con kia bữa nay hướng mỗi vợ luôn. Đây
nó có hai cái mang hai bên đây nè, cái này là cái mang nó liền vô chỗ con cá nè, bằng chặt vỏ cho cái nách nè, cái nách gai nè, chỗ này nhớt dữ lắm, chỗ này tiết ra nhớt của con cá các bạn, cá bà cha bông lau hay là cá dầu đém gì cũng vậy, nó là dính liền qua hai bên này nè, hai bên mang này luôn nha, mình chặt hai cái này bỏ, nói chung là bạn chặt sao cho nó hút cái gai là được rồi. Rồi chỗ cái nách gai này là nhớt dữ lắm, nhớt chỗ nó tiết ra nhớt mà, nhớt là cuộn cuộn luôn không, ghê chưa. Đây nè, chỗ chưa nhớt còn đây cục thịt ủng quá ta, hồi lóc lại rồi này, hồi kho cho mấy em nhỏ, cho mấy em nhỏ ăn có nhớt cho làm biến chút. Cá lại cục này ăn ngon lắm nha các bạn, mình khoái ăn cục này nè, ba sa cái dồ cũng vậy chứ, mấy cái thịt ở trong cái cục này ăn ngon lắm. Rồi giờ bắt đầu công tác tắm trắng cho nó nữa bạn ơi, trắng rồi tắm cho trắng thêm nữa. Cá này mặn thì trụng nước sôi cạo nhớt, tại nhớt cũng dữ lắm, cạo nhớt với cạo phấn nó bớt, chứ để nhớt thì ăn nó tanh, nấu nước sôi trụng nó, nước sôi đừng sôi quá. Giờ tiếp tục công đoạn tắm trắng, nói chung cũng qua nhiều công đoạn lắm mới ăn được nó. Rồi đi cục mỡ thì chứ tính gan cá này ngộ bạn, bình thường cá người ta trụng nước sôi vô trắng tư à, con này trụng nước sôi xong đen thùi lùi à, giống cá dồ rồi đó. Cá dồ thường trụng nước sôi mình cạo nó ra trắng khiếu, mà con này trụng nước sôi xong cạo ra lớp trắng rồi tới lớp đen, ngộ thiệt chứ. À, đen thùi lùi rồi nè, cạo một lớp phấn phấn màu trắng đó, chắc cái đó ta mới gọi cái đó là bông lau luôn á, cạo xong giờ nó đen thùi lùi rồi nè. Lưng đen luôn, nãy cá trắng bây giờ tắm này tắm trắng mà thành cá đen mới ghê, này gọi là tắm đen rồi. Bó tay thiệt chứ. Rồi giờ bắt đầu gì ngũ mã phanh thây nó ra, xẻ thịt nó ra bạn ơi, để chút mình xẻ ra cho bạn coi thịt nữa, nó mềm, thịt nó mềm giờ đã thì chứ, giờ mắt lạnh lần đầu tiên mặn cá bông lau luôn. Cá này được cái nó không có tanh, gặp cái dồ của ba sa nó, gặp cái dồ hay cá cha là vô dồ đếm nãy giờ nó tanh dữ lắm rồi, cá này nó không có mùi. Mặn con cá bạn thấy không, ba cây dao ghê chưa. Thấy vậy chứ xương nó mềm xèo ăn ơi, bạn cắt ngay ngấn nó cái ngon. Rồi sáng nay mình xử nhiều thôi, ăn từ đầu ăn xuống, còn mấy khúc kia bỏ tủ lạnh này. Chai nên đấm dỗ, bạn thấy thịt nó ngon không, thịt nó trắng tươi à, có sới có sới có sới nè. Chờ chút nào dọn xong lên ăn, lên ăn chút cái gì ngon lành các bạn, cái đầu có chút ác à. Cái đầu nó bỏ cho cái bụng dừa nữa, cái đầu nó chui ngược cho cái con cá lọt tót nữa không, lọt tót luôn hết đi. Cái đầu này ngon nè, sáng nay cái đầu này với khứa này mình nấu mẻ bạn ơi, còn hai khứa này mình kho lạc sẽ sống. Thịt nó có làm như có màu dạ quang chiếu chiếu, bạn thấy nhìn ngon không, da mỏng, thịt này đang quan tái ăn được luôn, không phải chơi đâu nha, ít xương ngon thiệt chứ. Ôi cái trong cái xương này có, nó có tỉ nè, mềm xèo à, đúng ngon luôn. Cho ngoại khúc đuôi đó, cho ngoại ăn cái đít đi. Rồi ngon lành, giờ bắt đầu chế biến làm món thôi. Đây nhiêu đủ rồi, mỡ nè, siêu to khổng lồ bá hú, bắt đầu chế biến thôi, vào bếp. Sáng đi chợ xong rồi ra sàn nước làm món, giờ bắt đầu sàn nước bằng cá chứ, giờ vô bếp làm món luôn, đầy đủ luôn rồi, lên bàn ăn luôn là hết. Gì ngộ ta, cái hũ cơm mẹ bỏ lâu quá rồi giờ nó vàng cháy luôn rồi, nạo qua thêm lớp nữa đi coi dưới đít sao. Này là tới chua luôn, cái này chua mà chua lét luôn á. Ngon. Này lâu quá lâu rồi, chua mà chua ngon lắm á, nạo cái lớp đó ra. Này cũng cổ lắm mà, từ lúc mà nghỉ đi câu dầm chim tới giờ như không có xài cơm mẻ.
bỏ lớp trên, tại Ừ, trên nạo này lớp trên để nuôi là nó nó còn sống mà con không à. đúng, Đẻ trứng tùm lum nó chứ kìa. tại mình để mình cho nó. Thường thường tao nói mấy cái hũ mà ngâm lâu ngon, rượu ngâm lâu ngon này, cơm mẻ ngâm lâu cũng ngon nữa. Chua tới chua luôn, thơm nữa. Nhúc Nè, nhúc 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 nhìn thấy ớn ăn không? thiệt Thơm chứ. nhúc nhúc Nuốt nước miếng ghê vậy em, ực cái nhúc gì. không? Nè, Tính ra món này cũng hao tốn đủ thứ đó mà thấy không, này là tốn nguyên một cây chuối luôn, một cây chuối này là trong đó cây chuối này nó sinh ra một buồng chuối siêu to khổng lồ nữa nè, ăn món này là tốn thêm một buồng chuối nữa đó. Này chuối mình sẽ sắc cộng như bạn, sắc miếng cũng được nhưng mà miếng thì phải bạn phải nhúng á, nhúng nó mới ngon. Này mình sắc cộng, cộng này nấu ăn nó giòn ngon hơn, ăn cái này thì hổn hơn, heo hơn. Sắc miếng thì mấy cái này cũng phải sắc được nữa nè, còn cộng thì sắc này thì dài. Kệ, mình ăn lỗi đi, lỗi cây chuối nha bạn, ngon lắm. Này mình ngâm với nước giấm này cho nó trắng, không có giấm thì bạn ngâm chanh hay là hạnh cũng được, nói chung chua là được. Hay là mấy bạn nào mà sáng mà chưa tắm lấy nước nó ngâm cũng trắng luôn. Vụ nó căng à. Trắng phiếu luôn á, chắc này mà xối gạo nước là kỳ kỳ, cái là ngâm là trắng phiếu luôn. Rồi giờ bắt đầu công đoạn sắc chuối bạn ơi. Rồi giờ là bắt đầu công đoạn chế biến các bạn ơi. Lấy cái nồi siêu to khổng lồ luôn, nồi này nó cũng cổ lắm rồi, nồi không đi xúc nè. Nồi này tính ra lâu năm lắm rồi đó, nồi gan gan đó tốt về cùi à. Mình sẽ tận dụng cái mỡ cá nè, mà mỡ cá ông lao nè, mình cháy mỡ tỏi luôn nha, cháy mỡ tỏi luôn. Mỡ này chắc nước dữ lắm, nó thấy nó nưỡng rồi, xé cho nó vừa có mỡ thôi mình nấu được rồi, mình ăn mỡ luôn rồi. Còn cục mỡ kia dữ lắm, chắc để thắng chứ ăn nhiều quá đuối à, ăn nhiều quá đi cầu dễ dữ à. Ăn nhiều quá mấy con cá nó không phái ghê không, mới bỏ vô mà nước nó ra thấy ấn không, nước mỡ không á. Nhiều đây mà dám thắng mà múc chỉ cà thà nhắm cả chén lắm á. Rồi có hơi mỡ mình cho tỏi vô bạn ơi, tỏi bầm cho bá lửa luôn. Mình là xé tỏi mình phát xài tỏi bự rồi, tỏi bự xong mang ăn dính cục tỏi cũng ngon, chứ bầm như nhuyễn không ngon. Nói chung mình lúc nào cũng phải bự cho nó, nhà mỡ thấy ớn cho dữ thiệt. Bắt đầu có mùi rồi đó nha, không biết là món gì nhưng mà thấy cái mùi tỏi là chịu không nổi nè. Thứ đi đâu mà đang có bụng mà nghe mùi ai xé tỏi một cái ra, thôi 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 thứ nào chịu nổi luôn. Cái này dữ lắm mà, cái này phải gót lại bớt bạn ơi, dữ rồi, quá mỡ luôn rồi. Đỡ rồi xé cho ra hết rồi chế là bớt. Vậy là cái cục đó mà thắng nhau cá là dữ lắm, một keo mỡ luôn á. Mỡ để dành kho cá ngon. Rồi để mình gót lại mỡ bạn ơi, nước quá nước rồi, mỡ rồi, quá béo. Nước này mà theo đâu thắng hết cái cục mỡ đó là nấu được nồi canh chua luôn, khỏi để nước lạnh. Cái này con gốc á. Rồi tỏi giấc này bắt đầu hơi vàng, mình cho xả vô luôn bạn ơi. Xả bạn đặt cái đập chập chập thôi, lấy nấu nước thôi, lấy nước thôi chứ đặng đừng sắc nhuyễn. Nói chung mình không phái, tùy theo mỗi người thôi. Tại sắc nhuyễn cái nữa mình nấu mình hút cái nước nó lẫn cận vô họng kỳ lắm. Nên mình sẽ lấy nước rồi, không có sắc nhuyễn. Này tùy theo sở thích mỗi người thôi nha bạn. Nhiều người thì sắc nhuyễn rồi mới sấy thì cho thơm rồi nấu. Mình được phái chơi cộng rồi, lấy nước là được rồi. Chắc này thì xả nó cũng bắt đầu thơm, ăn tỏi vàng rồi nên mình sẽ cho nước vô. Rồi giờ chỉ việc chờ đợi nước sôi rồi cho cá vô thôi bạn ơi. Nãy có nhiều mỡ mà đổ vào lon tô nè, ghê không, hết biết thì chứ. Quá mỡ.
Trong thời gian chờ đợi nước sôi mình sẽ chế biến cái món cá kho nha bạn. Kho hai khứa, bạn có hai khứa cá bỏ vô đầy cái nồi luôn, cái nồi bự lắm nha. Nồi này 3 tấc á, hết biết không? Thì cũng nguyên liệu đơn giản thôi, muối, ủa lộn, đường, chí đường, đường chí nữa đi, chút hạt nêm, hạt nêm cà no. Nay kho đơn giản không cầu kỳ, bạn không có xào tỏi, sấy mỡ, thắng nước màu, cho nước màu tự chế luôn. Tại cái món này cá này nó mình sấy nó làm nó bở, cái cá này nó không tanh nên không cần sấy tỏi. Có bạn nào thích sấy tỏi thì sấy tỏi vô, cho ít nước màu vô cho nó có màu. Mình trộn trộn cho nó tháo cái mặt lớp nước màu các bạn. Cái cá đã được chứ. Nguyên cái khoảng trống này là cái mỡ trong đó không á. Rồi mình ăn gì cho nước mắm vô bạn ơi, ít nước mắm thôi, tại mình kho lạc mà, rồi nhiêu thôi, ít thôi, mặn chứ cá này kho mặn không ngon, cái nào mặn cho tới mặn luôn, còn lạc cho tới lạc luôn, nhìn màu cá ngon chưa. Giờ chỉ việc cho lên bếp thôi, cho lên bếp nấu thôi. Ừ. Cho lên bếp cho nó áo quàng lớp, và cái bắt đầu mình cho nước lạnh vô. Mình cho nước lạnh không có cho nước dừa nha bạn. Nói chung cá này nó ngon từ thịt, rồi mình làm cái gì nó cũng ngon hết. Quá đã. Nhưng quan trọng cái là người nấu nữa. Cái đó đó quan trọng đó. Người nấu ngon là gì cũng ngon chứ, ăn ơi ngộ lắm. Thịt đã thiệt chứ. Nhưng khoái ăn này nè. Này mà dẻ đây ha. Dẻ đây ha. Gấp cái cục này ha. Cắn một cái ta nói mở cho nó chì ra hai bên mép, chào 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 chào, nó béo. Nghĩ tới thôi là sướng rồi đó. Nhà này nước sôi mình lược mẻ ban nay, mình lược mẻ xương ngang cái đi, rồi cái mình hả có cá vô. Hiện nay con mẻ này bạn cứ cho vô từ từ thôi nha, chứ để mà cho nó chua đậu chua cái nào mình nêm nếm từ từ, chứ cho vô phát một chua lòm cái gọi luôn á, té đái luôn á. Này mẻ lâu nó hơi vàng, mẻ già mẻ già. Đây mình sẽ lược một lần đó, nước trắng phiếu liền. Để húp nhẹ thử cái coi, chắc cú. Cũng dữ lắm rồi bạn ơi. Dữ lắm chua rồi. Rộng lại đây đi, chút tính tiếp. Ê. Chua tới chua luôn, giờ mình cho cá vô. Đây mình nấu cái khứa, cái ớt siêu to nè. Với cái đầu siêu nhỏ. Cái đầu siêu nhỏ, cái đầu này cũng ký mấy á, so với con cá thì hơi nhỏ thôi. Rồi bỏ vô cái nó săn lại đã quá ta. Chiên này cho mày thử coi mày trắng không. Đó. Cái mang, cái nạn, cái gan, cái bầu tử, cái con bóng rồi ta, với lại đây nồi cá kho bên đây, mình đang kho bên đây nè, cho lửa lớn lên đi. Đây nồi cá kho, chân máy mình nó lỡ cái chân nó cao rồi, mình chở về nó cái bạn ơi, thấy cũng dài quá nè, khô nước luôn rồi, cho nước vô, cho nước vô. Cá này kho khô cũng ngon lắm mà. Mà bữa nay mình kho lạc đi, kho lạc năng sẽ sống, mình đã quyết định từ đầu rồi mà. Mình có cái xài để làm cái gì. Đó, nhìn màu đã ha. Ý là mới có nước một nha, hồi đó nó sắc xuống đã nữa. Đó. Quá ngon, quá ngon. Hai nồi này là dữ luôn á. Ừ, cái ớt coi nè, cứng ngắt luôn. Dẻ. Yeah.
thịt bỏ vô nó săn là đã thì chứ nè. Quá phê, quá phê. Thứ nào chịu nổi. Cho vô thêm miếng mỡ siêu to khổng lồ vậy cui. Đó, tới béo luôn. Mỡ này dám ăn chứ mỡ cái giò không dám ăn gì đâu. Mỡ cái giò là bỏ rồi. Đó, biết không? Chẳng vàng tư luôn. Này là hôm nay thế nào em thật là vàng tươi nè. Dữ lắm cái nồi này kìa. Nhắc này mình đi hái rau bạn ơi. Ngò này mình để lâu quá không ăn cái giờ nó già hết rồi. Uổng quá. Mà không sao, nó có bông mà nó già nữa, nó mọc rồi. Ăn ít ngò với trên tay mình cũng hái được ít gì quế, rau quế. Nhưng mà mình hái ít rau thơm nữa, rau ôm nữa. Nói chung đủ hương vị vô nồi canh chua cho nó ngon. Già quá già. Vàng hết trơn rồi. Thơm lắm mà. Nhà hoàng này. Đây, y con gắn mối trong này nè. Đó, 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 chạy kìa. Gắn mối hay chị nhông. Đây mình hái ít rau ôm nữa cho nó thơm. Rau ôm này không gà không ăn, nó cũng muốn già. Này phải cắt một cái cho nó lên lại, nó mới non rồi. Hổm 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 nó mập lù nên nó già. Rau ôm này ăn cũng nên thuốc lắm, nhiều người nó nấu nước uống mà tốt cho sức khỏe. Rồi đây có ba loại rau thơm, cái rau thơm ô lộn, cái quế ô lộn, cái gì quế ngò gai với lại rau ôm. Rau nữa, biết sao ta đặt là rau ôm ta. Chắc nó khoái ôm lắm hay sao. Mập quá ta, khúc này mập nè. Nhiều, nhiều chỗ ngon. Rồi, xong phiên. Đó. Hồi đó là lúc mới cưới vợ, lúc đó mình đi bán trái cây với cha mình. Giờ chuyển qua nghỉ bán trái cây rồi. Giờ bán lá cây. Này sáng cha mẹ ra cắt lá lục bình mà. Chỉ có 10.000 chứ nhiêu. Nói vậy anh em chuyển qua đi cắt lục bình hết à. Ký đâu 3.000 như bạn ơi. Bàn tử mà. Chính ra rảnh rảnh đi cắt lục bình bán cũng tiền không có chơi đâu. Dùng mình đây thì xài lá lục bình. Còn dùng bên ông Được, bên Đồng Tháp thì người ta lấy cọng lục bình. Hai dùng này là hợp tác nha, là ngon lành luôn. Từ kinh doanh trái cây giờ chuyển qua kinh doanh lá cây luôn nè, bạn thấy ghê chưa? Khỏi vốn, lấy công làm lời à. Nhầm mùa chứ mùa này ở của nhà chứ xuống sông cắt cũng không có nữa. Cắt chui lũi chứ à. Với sông mà tới mùa là người ta nuôi là người ta đấu thầu, người ta bán nguyên một đám luôn á. Người nào lại mua một đám người ta bán cho một đám một năm nhiêu tiền vậy đó. Chơi vậy đó mới ghê á. Là lạ vô cắt ta la ta không cho. Lá này chủ yếu người ta về người ta gói trái cây. Lá này đi tới Hà Nội hay gì nè. Đi Hà Nội, đi Trung Quốc luôn. Mỗi trái cây để lên cái lá lục bình. Nó đựng dập. Cái này nó không phải là dập mà nó mát. Tươi trái nha. Tươi trái lâu. Tính ra lá lục bình nó đi xa hơn mình. Đi qua nước khác nha. Đây, nãy giờ mình đi hái rau thì nồi cá mình nó sôi dữ rồi bạn ơi. Bắt đầu vớt bọt. Chắc chín rồi đó. Chín rồi. Mình ra mình rửa cái chuối bỏ vô được rồi. Cái cá này nó cũng mau chín lắm, nó sợ lửa lắm. Nhỏ lớn nó có gặp nước sôi đâu. Đưa vô nước sôi là nó quéo liền, chín liền. Thì nồi cá kho. Kho thì kho lâu được, nhưng mà canh chua thì mình nấu lâu nó dở lắm. Nó vừa chín là ngon à. Cái kho mình kho lâu cho nó thấm.
thì đem lấy cái giá mình trở về nó gãy uổng mềm. Con này phê hơn, ức hồi nứt coi nè, quá đã. Nãy mình có nêm nếm vô nồi canh chua một ít đường với lại hạt nêm. Giờ mình cho cây chuối vô. Đường thì không có hơi nhiều các bạn, tại nó này nó hơi chua, mình cho đường nhiều ngon, tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Bạn cho đường và muối vô, ở này chưa có muối nha các bạn, quên muối ha. Muốn ăn lạc thì muốn ăn mặn thì muối nhiều, lạc thì ít đường, ăn ngọt thì nhiều đường, nó tùy thôi. Mà khẩu vị mình đây thì nói chung thì nó hơi ngọt, người miền Tây đa số thích ngọt. Mình cho cây chuối ít thôi bạn, này cũng nhiều lắm, vừa thôi, vừa đủ ăn thôi, tại cái chuối này nó hơi bự, còn nhiều để đi nào hết, bỏ thêm đem múc muối bỏ vô bạn này. quên bỏ muối. Nồi cá kho thì nãy mình trở về cái nó gãy luôn rồi, mềm quá mềm, giờ không dám đụng tới luôn á. Không phải nó mềm mà tại nó bự quá không có chở được. Nhìn cái miếng ức kìa, quá khó rồi, rồi mà cầm cái camera luôn rồi. Giác này nước nó sôi bạn, chắc chuối cũng chín rồi đó. Mình cho nguyên liệu cuối cùng vô nồi canh nha. Đây, gạo ba thứ mùi thịt gạo, ớt nữa, dầu ôm và gai với lại gì tự nhiên quên ta, quế. Còn làm cho này vô nhìn khác liền với ớt nữa, cục mỡ nữa của mình nó tan ra luôn rồi nữa bạn thấy không. Tan ra thành nước luôn rồi, mỡ quá mềm, nước sôi vẫn tan. Nồi này dữ lắm cái nồi này luôn bạn ơi, chà bá hú luôn. Nồi này cầu 10 người ăn mới hết nổi. Rồi bắt đầu nghiệm thu nha bạn, nghiệm thu công trình nha. Thoảng phát cài. Nghiệm thu. Chua. Ngọt ngọt. Thơm mà chưa cay lắm nhưng mà ngon này, vừa ngay nấu ngon dữ, vẫn biết nữa không biết. Nêm chỉ cần nêm một khoát một là đúng ngay chân luôn, nấu quyết rồi nó mới quen luôn bạn này, dữ lắm, ngon luôn. Mình diễn tả không thể nào tả nổi sự ngon đâu, chỉ cần húp mới biết. Đây cái đầu con cá còn nguyên nè, thấy không, nãy giờ mình đâu dám nhúc nhích nó đâu, sợ nó gã. Đây cũng còn cứng lắm, cái đầu này là không có nói tới cái đầu luôn, cái đầu đó nếu kêu nhậu biết nhiều người xỉn thôi, tắt bếp nha. Xong một món rồi, cái miếng kia không dám khửi lên, khửi lên nó gã liền. Còn lú được cái ức nè, mò cá lên cho các bạn coi cái ức, cái mà nó chuối rồi. Ui nè, gung gung tay luôn á. Rồi giờ bắt đầu tới nồi cá, nồi cá thì gì cũng xong rồi, đợi cho sắc xuống tí nha, cái mình nè cho hành lá vô là xong phim, như miếng ớt vô hấp thử luôn coi, nghiệm thu luôn công trình đó, nghiệm thu rồi, công trình này nghiệm thu luôn. Hơi lạc bằng này, thêm ít nước mắm nữa mới được, này hơi lạc này phải sắc xuống luôn thì ngon, nhưng mà thêm chí nước mắm nữa cho nó thơm. Gia vị cuối cùng cho nồi cá kho vô, hành ớt, ớt cho nó mới ngon. Còn miếng hành vét cho luôn. Vô, có hành vô cái nhịn màu khác liền mà, thấy không? Có hành có ớt cho là hành màu khác liền. Đó, xong buổi sáng lại quay cũng bữa cơm sáng thì cũng hết nửa ngày. Thì từ con cá này cũng từ dưới sông nhờ anh em bắt lên. Mình thì chỉ bỏ tiền ra mình mua về. Bỏ tiền ra câu về. Nhờ người ta bắt lên thả vô hồ rồi mình bỏ tiền ra mình đi câu về, coi như mình đi câu hồ cá dịch vụ đi, dính cá này nè. Cái mình về mình qua bàn tay khéo léo ghê gớm. Gì gọi là gì? Chai sần dính đủ mùi loại cá lương gắn các kiểu. Cuối cùng nó cũng lên nồi, hai món ngon lành. Ghê chưa? Cũng cả một quá trình, không phải chơi đâu. Tắt bếp luôn. Rồi. Cái này mà tao nói múc ra cái dĩa một khứa, cái bầm chắc xài sống vô ha. Thôi thôi. Nhưng hồi là có chắc rồi đó. Quyết định rồi mà. Nồi canh chua này chan miếng nước vô ha. Cái này có bún ăn cũng ngon lắm mà. Bún á, nướng nó kẹo luôn nè. Mở nó ra kẹo á.
Đầu quá đã luôn. Đó, cái đầu gân không bằng không. Dữ lắm cái đầu luôn. Nồi lẩu này mà có gũ đế cũng ngon lắm. Mà thôi sáng nay ăn cơm để cho lạnh. Khói quá, khói lên che mở camera chứ. Để cho anh em nó thưởng thức cái thành quả cho thèm được chơi. Ngon lạnh mà. Nói chung mà không có cá bông lau thì bạn xài cá dồ, cá tra hay dồ đếm làm mấy món này cũng ngon. Trời, quá êm. Giờ chỉ việc dọn ra và thưởng thức thành quả thôi bạn ơi. Nhìn ngon khủng khiếp thiệt chứ. Nhìn không muốn ăn luôn á. Nước miếng chảy gồng gồng. Tính ra kho nó không có ra mở không. Quá đã. Thôi giờ đến bắt bếp là mình thắng cái cục mỡ kia luôn. Để dành kho cá kho. Nồi mỡ rồi bạn thấy khủng khiếp không? Cái này là coi như cục mỡ nó bị lớn rồi, thắng ra bị lớn luôn á, nó không có top luôn á. Nè. Còn có một miếng chút xíu à. Ghê thiệt chứ. Một nồi luôn, mỡ này hơi lỏng. Mỡ này kho cá bỏ vô chắc ngon lắm nè. Nó biết không? Nó teo rồi nè. Rồi tắt bếp luôn, nóng nóng rồi nó teo quá đó vừa nó hơi khét. Không còn top luôn á. Ghê thiệt chứ. Hết biết. Thì cà mỡ này theo đặt chấm chắc nhạy lắm á. Đúng ngon luôn, mỡ bông lau lấy đặt chấm thứ nào chịu nổi luôn. Này đặt nhạy mai mốt mua bông lau lấy mỡ đặt chấm chết luôn nữa. Gọng đây đi. Mai mốt mình đặt chấm luôn. Ngon à, nhiêu đây đặt chấm cũng nhiều lắm á. Đúng đặc sản luôn á. Này lương khoái chắc luôn, người ta còn khoái đứng chiên lương. Rất biết chảo, vàng tư luôn. Nhìn như mặt ong á. Chắc này mời bạn cơm sáng bạn ơi. Đây có gạo sống. Gạo sống mình ăn với cá. Đây. Cá bằng lào khò. Xài sống. Xài sống ớt. Mắm chông. Đây, nguyên cái đậu siêu to. Canh chua. Canh chua mẻ cá bằng lào. Sáng nay lai xô bông lau. Cái gan nó mềm nó gã chân mà. Ngon lành chưa? Quá đã luôn. Quá sức trận này rồi. Trời ơi, cái cục thịt nào mà lắc lắc rồi nè. Nhìn cũng bằng, nhìn cũng mở lắc lắc rồi nè. Đó. Vẽ ngang đây táp một cục nó một cái pop. Mở nó chào, chào hai bên. Mở nó chào, hai bên mép. Chào, 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 chào. Tụi thứ nào chịu nổi. Rồi mời bạn cơm sáng nha. Tới phần này thôi, phần sau để mình chiến đấu cho chập thèm bạn chơi nha. Rồi chúc tất cả các bạn xem clip buổi sáng vui nha. Có được món ăn ngon cho gia đình nha. Sáng nay vừa là món ăn ngon, vừa là món ăn bíp bíp luôn. Này nước này chan vô xài sống này ha. Gắp kẹp miếng xài với miếng cá ha. Thì miếng ớt nữa. Quá đã quá đã. Thứ nào chưa nổi. Rồi chào bạn đây nha. Gặp lại các bạn ở những clip sau.